Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hai thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 mất tích được bổ sung 3 tàu và mở rộng phạm vi tìm kiếm lên 150 hải lý, mở rộng về phía vùng biển Tiền Giang. Theo đại diện Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, ngoài việc duy trì đội hình tìm kiếm cứu nạn như hôm trước, Trung tâm còn huy động thêm các lực lượng tại chỗ của bà con ngư dân ở khu vực Cửa Đại, Cửa Tiểu thuộc tỉnh Tiền Giang. Đây là những khu vực ven biển, đồng thời thông báo cho các ban chỉ huy phòng chống lụt bão, bộ đội biên phòng các tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng tìm kiếm ven bờ. Cũng trong sáng nay ngày 2 tháng 11, phía chủ tàu đã đến để phối hợp với cơ quan chức năng bàn thảo về phương án trục vớt, di rời tàu Hoàng Phúc 18 về vị trí an toàn. Liên quan đến vụ xà lan đâm hỏng cầu Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Quản lý Đường sắt Sài Gòn cho biết, vào lúc 12 giờ trưa ngày 2 tháng 11, việc sửa chữa đã hoàn thành. Hiện các tàu có thể di chuyển qua đây với tốc độ bình thường. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 1 tháng 11, một chiếc xà lan do tài công Nguyễn Quốc Cường, 32 tuổi, ngụ ở Bạc Liêu điều khiển, chở theo hàng ngàn tấn đá xây dựng, theo hướng về Bình Dương. Khi lưu thông đến khu vực cầu Bình Lợi, bất ngờ chiếc xà lan đâm vào nhịp số 4 của cầu. Bị tác động mạnh, đường ray xe lửa bị lệch khoảng 25cm so với thiết kế ban đầu, khiến giao thông đường sắt qua cầu Bình Lợi bị tê liệt nhiều tiếng đồng hồ. Vào khoảng 9 giờ sáng nay ngày 2 tháng 11, đoàn tàu SE6 do lái tàu Nguyễn Chí Hùng điều khiển vừa rời ga Sài Gòn khoảng 10 phút khi đến km 1726+006 thuộc phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ phát hiện một phụ nữ đi vào đường ray. Dù tổ lái ngay sau đó đã hãm tốc độ và kéo còi cảnh báo, song người phụ nữ vẫn không nghe thấy gì. Do khoảng cách quá gần, đoàn tàu đã cán qua người phụ nữ này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an vẫn chưa xác định được danh tính. Tổng cục Thống kê cho biết tháng 10, ước nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước đạt khoảng 11.000 xe, tăng 28,2% về số lượng so với tháng trước. Như vậy, tính chung cả 10 tháng, cả nước ước nhập khẩu 95.000 xe, tăng 82,8% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, giới kinh doanh xe ô tô nhận định xe nhập khẩu sẽ vượt mốc 100.000 xe vào tháng tới. Theo tính toán của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, 9 tháng, cả nước tiêu thụ hơn 163.000 xe ô tô các loại, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, năm nay tại Việt Nam, hoạt động này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 11 sắp tới. Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cũng giống như những lần trước, ngày lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 11, tức là ngày 15 tháng 11. Trước đó, đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, Thiên Trường, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Các hoạt động của lễ tưởng niệm có tác dụng cảnh báo cho toàn xã hội về hậu quả to lớn, lâu dài của tai nạn giao thông, chỉ ra các nguyên nhân và nguy cơ tai nạn giao thông tại Việt Nam, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Năm 2014, cả nước có hơn 9.000 người tử vong vì tai nạn giao thông. 10 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhưng riêng tai nạn giao thông đường sắt lại tăng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên của VTC14 vào ngày hôm nay, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đây là con số thống kê chưa chính xác. Khi được hỏi về tình hình an toàn giao thông đường sắt 9 tháng đầu năm, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thông tin tai nạn giao thông đường sắt trong vòng 9 tháng đầu năm nay tăng 40% là không chính xác.
Con số này thực tế bao gồm những vụ va chạm đường sắt với tính chất ít nghiêm trọng. Ngành sẽ rà soát và thống kê lại và đính chính để tránh gây hoang mang cho người dân. Trước đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đưa ra con số thống kê trong 9 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông đường sắt gia tăng gần 40%. Cụ thể, 9 tháng đã xảy ra 179 vụ, làm chết 156 người, bị thương 48 người. So với cùng kỳ năm 2014, tăng đến 50 vụ, tăng 45 người chết, 17 người bị thương. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 80% số vụ tai nạn đường sắt có nguyên nhân là sự bất cẩn của người điều khiển phương tiện. Một nguyên nhân khác là do mức xử phạt còn quá nhẹ, người cố tình qua đường khi có tín hiệu cấm chỉ bị phạt từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng là không đủ sức răn đe. Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định triển khai cấp giấy phép lái xe quốc tế từ ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, thì cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần trì hoãn. Trao đổi với phóng viên VTC14 ngày hôm nay, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này sẽ bắt đầu cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế cho những người dân có nhu cầu từ ngày mai, mùng 3 tháng 11. Ngày mai, mùng 3 tháng 11, những người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe quốc tế sẽ trực tiếp đến trụ sở của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để làm thủ tục cấp đổi. Hồ sơ bao gồm hộ chiếu, giấy phép lái xe quốc gia vật liệu PET và đơn khai theo mẫu có thể tải trên mạng. Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ hoàn tất cấp phép cho người dân. Giấy phép chỉ có giá trị trong 3 năm. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân trì hoãn việc cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế là do công tác đấu thầu thiết bị và ban hành riêng thông tư về lệ phí giấy phép lái xe khá mất thời gian. Giấy phép lái xe quốc tế cho người Việt Nam sẽ có hiệu lực tại 85 nước, giống như hộ chiếu có bìa màu xám. Các trang đầu ghi thông tin cơ bản, phạm vi sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Loại giấy phép này không có giá trị tham gia lưu thông tại Việt Nam. Các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam sẽ thực hiện một điểm soi chiếu chung an ninh hàng không và hải quan tại các cảng hàng không quốc tế, cảng hàng không quốc nội có khai thác chuyến bay quốc tế. Đây là nội dung chính của một văn bản vừa được Cục Hàng không Việt Nam ban hành nhằm giảm thủ tục hành chính rườm rà cho hành khách đi máy bay trong thời gian tới. Theo đó, các cảng hàng không sẽ phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay và các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam rà soát, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, soi chiếu hành khách, hành lý của hành khách xuất cảnh, quá cảnh, đối chuyến cũng như hàng hóa trên các chuyến bay quốc tế. Riêng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải khẩn trương đầu tư, bố trí máy soi và tổ chức thực hiện một điểm soi chiếu chung an ninh hàng không và hải quan. Hiện nay tại các cảng hàng không, các hành khách bay quốc tế bắt buộc phải qua hai lần kiểm tra, gồm làm thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh, mất khá nhiều thời gian. Vì thế, việc rút gọn thủ tục như trên sẽ được kỳ vọng là sẽ hạn chế được tiêu cực, đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất cho hành khách. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
Quỹ Bảo trì đường bộ ra đời với mục tiêu sửa chữa, duy tu đường xá với mức thu thấp nhất là khoảng 1 triệu 500 ngàn đồng một xe một năm và cao nhất lên tới 12 triệu đồng một xe trên một năm. Bên cạnh đó thì việc sửa chữa bảo dưỡng vẫn được thực hiện nhờ nguồn ngân sách riêng rót xuống hàng năm. Song cả hai nguồn trên vẫn được cho là không thấm vào đâu so với nhu cầu của thực tế. Và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đầu tư BOT được khuyến khích và phát triển rầm rộ trong những năm gần đây. Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Hàng nghìn km đường bộ mỗi năm được duy tu, sửa chữa từ nguồn quỹ này. 35% quỹ bảo trì đường bộ được chia cho các địa phương. Còn lại 65% chi cho việc sửa chữa các tuyến quốc lộ trên toàn quốc. Đó là còn chưa kể đến chi phí quản lý công trình đường bộ, chi hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì Đường bộ, Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ và các đơn vị được giao quản lý kinh phí của Quỹ Bảo trì Đường bộ. Nhu cầu của 130 tuyến quốc lộ hiện nay là nếu như làm đúng định mức và đúng tất cả cái nhu cầu hiện tại đấy, thì chúng ta cần khoảng chừng 18-20 nghìn tỷ một năm. Đấy, nhưng mà hiện nay Quỹ Bảo trì một năm cũng chỉ có khoảng chừng 5-6 nghìn tỷ. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần cái nguồn tiền để mà xây dựng cơ bản thì một là từ ngân sách và hai là từ các nhà đầu tư. Còn theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng 70% tuyến quốc lộ trên cả nước thì nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn thu phí bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng được gần một nửa nhu cầu thực tế. Tính đến hết năm 2015, cả nước có 8.000 cây số đến hạn sửa chữa định kỳ, trong đó có hơn 3.000 cây số đã hư hỏng và cần sửa chữa định kỳ. Tuy nhiên, mỗi năm mới chỉ sửa chữa được khoảng 1.500 cây số, đồng nghĩa với việc một nửa số đường hư hỏng còn lại vẫn phải để đó vì thiếu vốn. Hiện nay thì nó còn vào khoảng 40% chiều dài hệ thống quốc lộ là đến tuổi sửa chữa định kỳ rồi. Nhưng mà chưa có điều kiện vốn để làm. Nó ảnh hưởng thứ nhất là tới cái năng lực vận tải và khó khăn cho người ta đi lại. Cái ảnh hưởng thứ hai là nó sẽ làm cho cái công trình xuống cấp, tốc độ xuống cấp nó nhanh hơn. Bởi vì là nếu anh không bảo trì định kỳ thì là đường nó nứt ra thì nước nó thấm xuống và nó sẽ ảnh hưởng đến cả móng đường, mặt đường. Đường xuống cấp nhanh trong khi nguồn vốn ngân sách bảo trì thiếu. Do đó, việc đầu tư xây dựng theo hình thức BOT được khuyến khích để mở rộng, nâng cấp đường xá và giảm gánh nặng cho ngân sách. Người ta bỏ tiền đến cái đầu tư, đấy, thì anh phải trả cái tiền đó anh đi thôi. Rồi tuy nhiên thì khi mà lập một cái đường phản phương án BOT thì đều có tính đến cái việc tức là chạy cái đường không xong để người dân lựa chọn. Nguồn ngân sách cho bảo trì vẫn có, quỹ bảo trì được hoạt động. Điều này khiến nhiều trạm thu phí ngân sách đã bị ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, hàng loạt các trạm thu phí BOT cũng mọc lên một cách chóng mặt. Đi đường đẹp thì ai cũng muốn, nhưng với mức phí cao và các trạm dày đặc như hiện nay thì không phải ai cũng sẵn sàng. Bản tin giao thông an toàn ngày 2 tháng 11 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.